Truyện tranh Cậu bé rồng, tập 190, Thanh bảo kiếm. Ông thầy, tìm cho tôi chỗ lập nhà thờ tổ, sao cho con cháu được giàu có. Có một chỗ có long mạch rất tốt, lập nhà thờ tổ ở đó thì cả dòng họ đều giàu có, ai có học thì sẽ làm quan. Có điều muốn tôi chỉ chỗ đó thì tốn rất nhiều tiền. Bao nhiêu tôi cũng chịu. 20 đồng, đưa tiền đây. Tiền đây, ông chỉ chỗ đi. Gọi vài người theo tôi. Chỗ này, đóng cọc bốn góc làm dấu đi. Cọc. Pập. Có cái gì ở dưới cứng lắm. Đá chứ gì, moi lên đi. Ồ, một cái trụ đá có chữ khắc trên đó. Chữ gì vậy? Kho tàng. Dưới này có kho tàng, đào lên. Chia đôi nhé. Ừ, chia đôi. Chia cho tụi con nữa chứ. Ừ, chia, đào đi. Nhổ cái trụ lên cho dễ đào. Lên. Âm. Núi lỡ, nhổ cái cọc mà lỡ núi. Yêu quái. Kho tàng đó chia đi. Hai ông lấy hết kho tàng đi, tụi con không lấy đâu. Âm. Hít hít. Lạ chưa, quái thú không phá phách mà lại khóc. Lại hỏi thăm nó đi. Thôi đi ông, tôi không có quen nó. Để con hỏi cho. Sao anh bạn khóc vậy? Buồn. Quái thú cũng biết buồn nữa hả? Ta không phải quái thú. Thế này mà không phải là quái thú thì là gì? Ta là hoàng tử xứ trăng đỏ. He, ta cũng là hoàng tử đây, tin không? Thấy sau chuỗi bồ đề này không? Sau chuỗi có mặt ngọc hình Phật. Chuyện gì đã xảy ra, nói cho tôi nghe được không? Ừ, để ta kể cho nghe, xem như ta tâm sự cho đỡ buồn. Ta có vị hôn thê rất xinh đẹp. Không may cho ta, tên đạo sĩ Vạn Đăng lại có ý muốn chiếm đoạt vị hôn thê của ta. Tên đạo sĩ đó sai một quái thú bắt vị hôn thê của ta. Ta tìm theo tấn công quái thú để cứu vị hôn thê của ta, nhưng ta đánh không lại nó. Có một pháp sư tới gặp ta. Muốn hạ con quái thú đó thì hoàng tử phải có thanh bảo kiếm trong mộ của quốc vương rồng đen. Biết ta đi lấy thanh bảo kiếm nên đạo sĩ Vạn Đăng chặn bắt ta. Hắn dùng phép thuật nên ta thua. Hắn biến ta thành con của quái thú và buông một lời nguyền. Khi nào quái thú cam chết thì người mới trở lại thành người. Cam là kẻ bất tử, đừng có mơ tới ngày nó chết, ha ha. Phép thuật của lão đạo sĩ Vạn Đăng không thể biến thành hình sau chuỗi bồ đề nên nó vẫn còn nguyên đây. Nhưng ta vẫn tiếp tục tấn công quái thú Cam. Đương nhiên là ta đánh không lại. Quái thú Cam nhốt ta vào núi đó. Chìa khóa mở núi là cái trụ đá kia. Em sẽ hủy diệt quái thú Cam để anh trở lại làm người. À, tại ông thầy địa lý nhổ cái trụ đó nên núi mở ra. Nói đùa hay nói giỡn vậy? Em nói thật đó. Muốn diệt quái thú Cam thì phải có thanh bảo kiếm của quốc vương rồng đen. Em không cần đâu. Tạm thời anh lên ở trên núi, nhớ đừng phá phách đó. Ta đâu có phá ai. Sao quái thú Cam không nhốt hoàng tử ở vương quốc bên đó mà phải đem qua đây? Một hình thức lưu đày, nhốt xa cho chắc ăn. Có phải đó là núi mà hoàng tử miêu tả không? Đúng rồi, đáp xuống đi. Âm. Dữ ha, tiếp khách nồng hậu ghê. Da, chát. Khe. Âm, rạc. Gừ.
âm, rau, âm âm, chát ui da, ta trúng đạn rồi nè. Trời, gai của nó đâm thủng cái mày, đau không? Không, chỉ thủng cái mày chưa tới thịt. Vậy mà la cho dữ, la cho đỡ sợ. Rau, rạc, rốt, da, âm, âm, chát, chát, khe, gừ, da, âm. Xong, đâu có cần thanh bảo kiếm. Coi kìa, gừ, nó không chết. Bập bập bập, đông quá. Kha, chúng không cháy. Chát, mỏi tay quá, rút lui. Đúng là nó bất tử, cần phải có thanh bảo kiếm. Tới núi rồng tìm mộ quốc vương rồng đen. Ơ, nhiều mộ quá. Khi chôn cất một vị vua, người ta thường làm nhiều mộ giống nhau để không ai tìm ra mộ thật. Sao vậy? Có nhiều kẻ thù của vua tìm hoặc mộ lên để trả thù. Biến, ta vào từng mộ để tìm xem cái nào là thật. Không có gì mộ giả. Mộ này cũng giả. Không phải giả mà cũng không phải thật. Mệt quá, tìm hết rồi mà không có cái nào là thật cả. He, chóc. Rùa bắt được thỏ, chuyện ngược đời. Tu hành không được sát sanh. Người tu, ta đâu có tu, mà người tu hành khi quá đói thì cũng phạm giới thôi. Đốt lửa nướng nó, thịt thỏ nướng ngon lắm. Dừng tay, nó khóc kìa. Hu hu. Ơ, nó khóc như người vậy. Có thể đây là người nào đó bị yểm phép hóa thành thỏ. Phá phép. Xì. Ông là ai? Tôi là thú địa vùng này. Cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Mắc ăn, lại đói tiếp. Lát nữa tôi mang thức ăn lại cho. Khi chôn quốc vương rồng đen ở đây, người ta sợ tôi biết bí mật của ngôi mộ, nên biến tôi thành thỏ để không thể nói cho ai biết. Vậy mộ thật là cái nào? Cái nhỏ nhất đó. Tôi vào đó rồi, không thấy gì hết. Tại cậu không biết đó thôi. Từ cửa bước vào, cậu đếm 7 viên gạch, lật viên gạch thứ 7 lên thì mộ sẽ hiện ra. Tôi vào đó. Đi lấy thức ăn cho tôi đi, đói sắp chết rồi nè. 5, 6, 7. Lật lên. Thanh bảo kiếm kia rồi. Không được lấy bảo kiếm của ta. Vút. Vút. Rầm. Rạc. Chát. Chát. Xoạt. Âm. Vút. Râm. Ông lấy bảo kiếm chảy vào quan tài rồi. Quan tài bằng đá, vững vàng ghê. Âm. Không phá được, chắc là quan tài có yểm phép. Ha ha, đám cận vệ của ổng. Phân thân, biến. Người đánh dụ chúng, ta tàng hình. Tâu hoàng thượng, chúng thần đã diệt được nó. Gắn bảo kiếm vào chỗ cũ cho ta. Ha ha,
biết thế mình tàng hình từ đầu để khỏi mất công đánh nhau. Trả thanh bảo kiếm lại cho ta. Tôi mượn gói việc chút xíu, tôi hứa khi xong việc tôi sẽ trả lại cho ngài. Vút. Lấy được bảo kiếm rồi đây. Cảm ơn ông địa nhiều, tôi về. Người cầm bảo kiếm nấp đi, quái thú cầm thấy bảo kiếm thì sẽ trốn mất. Quái thú cầm, đánh nhau nữa không? Hừ. Tính chơi trò sản xuất nhiều con để đàn áp ta hả? Không cho người có thời gian làm việc đó. Âm. Mệt quá, đánh dài như đĩa, kết thúc đi. Da, âm. Hừ, hừ. Xong đời quái thú cam, đánh đẹp lắm. Trở về xem hoàng tử ra sao rồi. Hoàng tử hoàn hình rồi nè. Cậu diệt được quái thú cam rồi hả? Rồi. Thanh bảo kiếm đẹp quá, cho tôi xem một chút. Rạc âm. Hoàng tử điên hả? Ta không phải hoàng tử, ta là lão sĩ vạn đăng đây. Ha ha. Không có hoàng tử, không có vị hôn thê nào, mà cũng không có quái thú cam nào cả. Tất cả đều là màn kịch của ta dựng lên với mục đích dùng tài người để lấy thanh bảo kiếm. Ta biết chỉ có người mới có thể lấy thanh bảo kiếm này thôi. Ha ha. Vậy còn quái thú cam ở đâu ra? Đó là ta. Ta giả làm quái thú cam để người lấy bảo kiếm diệt nó. Ha ha. Ông cần thanh kiếm để làm gì? Bảo kiếm này có rất nhiều khả năng đáng sợ mà người chưa biết đâu. Ai có bảo kiếm này sẽ là vô địch. Hơn nữa, bảo kiếm này còn giữ cho linh hồn của lão quốc vương rồng đen sống mãi. Không có nó, lão rồng đen mới chết thật. Ta muốn lão phải chết thật để chiếm vương quốc của lão. Ta nói đủ rồi đó, ta đi đây. Lấy bảo kiếm lại. Ổng vừa có phép thuật vừa lại có thanh bảo kiếm, khó đánh lắm. Giá nào cũng phải đánh, lão mà có bảo kiếm thì thiên hạ điêu linh. Hơn nữa ta còn có lời hứa trả bảo kiếm lại cho quốc vương rồng đen rồi. Theo lão mau lên. Khoan đã, phải tính kế hoạch thật kỹ, đánh bừa không được đâu. Người làm quân sư đi. Người tàng hình, đánh bất ngờ, tức ngay thanh bảo kiếm. Ừ, cũng được. Uống mừng thanh bảo kiếm, ha ha. Đừng hòng đánh lén, xoạt. Âm. Ghê thật, bảo kiếm chém làm sạc núi. Không được, lão có phép nhìn người tàng hình, bảo kiếm đó mà chém trúng mình thì nát xương. Ta đã thà chết cho người rồi mà vẫn bám theo ta, muốn chết thì ta cho chết. Âm âm. Sấm sét âm. Bảo kiếm làm trời tối đen như mực. Cúi xuống. Ổng làm trời tối, mình không thấy ổng mà ổng thấy mình. Phần thần biến. Người dù ổng để ta đánh. Khè. Thấy ông rồi. Âm. Ơ, là hình giả. Chát. Hừ. Á, bập. Rạc âm. Ôi. Lấy được thanh bảo kiếm rồi, ha ha. Đánh tiếp. Đỡ này. Rạc âm. Ờ. Phá phép. Âm. Hừ, tưởng thắng lại thua. Đánh nhau mà chơi trò cắn, chơi xấu.
nhờ có thanh bảo kiếm nên mới hạ được ổng nhanh như vậy. Trả lại thanh bảo kiếm cho ngài đây, cảm ơn ngài rất nhiều. Ta cũng cảm ơn người vì đã diệt được Tề Vạn Đằng, hắn là hiểm họa của vương quốc ta, hắn có ý chiếm vương quốc ta từ lâu rồi. Ta tặng người thanh bảo kiếm này. Ta không nhận đâu, nó là một vũ khí đáng sợ, tôi không dám giữ, sợ rằng có một ngày nào đó nó rơi vào tay người khác thì hậu quả sẽ khôn lường. Người có cái tầm tốt, đáng khen. Theo tôi, ngài nên cất bảo kiếm vào quan tài để không ai lấy được. Ý hay, ta sẽ làm như vậy. Xong, thanh bảo kiếm xem như không còn nữa. Nhưng ông địa biết chuyện, rủi ông nói cho người khác biết thì cũng mệt. Ta có cách đối phó rồi. Mở tiệc khao quân đi. Có cái bánh này ngon lắm, tặng ông. Ngon thật. Ơ, sao nóng cái cổ họng vậy nè? Ha ha, ông đã nuốt phép của tôi. Sao lại yểm phép vào người tôi? Không có gì nguy hiểm đâu, chỉ cần ông đừng nói chuyện quốc vương rồng đen giữ thanh bảo kiếm trong quan tài thì phép của tôi không tác dụng. Còn nếu ông mở miệng nói chuyện này thì ruột gan ông sẽ cháy hết. Ờ, không nói đâu. Người chồng địa nuốt phép gì vậy? Có phép tắc gì đâu, ta hù ổng thôi, chứ ta đâu có chơi trò yểm phép hại người. Bắt giùm tôi lão thầy đó lại đi. Ổng lừa tôi, ổng nói tìm long mạch cho tôi mà lại tìm ra một con quái thú, ổng phải trả tiền lại cho tôi. Đứng lại. Rượt mấy ngày này mới bắt được, trả tiền lại đây.